À, chân ly order chân thông mà đá ở dương nhầm sự đam ly phơi ly order hay nước nông ly order ní về dương ai design mà nhưng cái đấy nè và chân này vi miên order hay nâng order detail đôi invoice nâng invoice detail chân này chân mùi order nâng miên ai kia class sử dụng màn chân người ta UI dân cua design bạc nà và cho người bà ta mơ user experience nhưng ai chạy tay ở những ai design GP grid đấy bà đôi dương thôi là cái nạ cát chứ có lỗ xua mơ nè Tuấn bà những ai ly kháng chế nhờ sao đạp dương mơ để ta lớn này nè bà dương click tới cứ tin là ta mà sẽ đăng phim phim mồm Tuấn đấy bà chứng dương ai design chỉ là cái nạ bẹp năng bàn xâm rạp order feature dương này chân người dương kháng chế cứ link order mùi order, pre order, buy order cứ order này mùi bay lên thang mùi invoice ấy nè và mùi payment nó cứ dâng lên nó cao nó màu là cái này pay, pay off man, chuẩn man, total man, pay ngày nay ta mới ghé dâng ai summary nữa nè tập bê kháng sản cứ dâng detail product, detail item được quốc ban order đôi cả chứng ấy nè và chứng layout nó cứ sử dụng cái này và chứng như chôm pay order mà not found là đừng chứng và hay dùng toàn miền pack order mà tới nè và order tam nhưng mới tỏ nhưng close all ơi bốn cứ dùng từ check mới thà ta pack react dùng miền order này chứng cho ở public cho LC cho pack dùng toàn miền order này nghĩ là toàn miền order đấy cái nhưng ai bật card folder order mới mà new folders chứng này cứ order hay không order đứng kia ai bật cắt style đúng không và hai style những này ai sẽ style tới nhé và cái này để ai cắt style bán và những miền file mỗi cứ chia pack với cứ đặt hai order screen được có order pack dot js hay bởi những miền cs đã cs năng máu hay những xe nữa các bài cái này nhé cái này và nghĩ solo manage và cái này cứ rồi những ai sẽ bán nhưng ai clone trên bị theo bỏ cạn đấy nhưng mà xong bị thi riêng lươn tích chẳng clone trên bị theo bỏ cạn và control O control C copy đã cho trong pack order và save tên này và chừng này cứ ban pack order muối tên này và những copy chúng muốn nâng vô tới replay đây là cái can này và cứ file với này file mình muốn nó cào mình thấy em save tới chừng bên nó cứ những ban pack muối chúng muốn thay order là những clone trên bị cắt tiếng mũ hãy đồ từ chúng muốn tì đặt ca và top cứ dân thời register với cho nó rào và chứng như dân bệnh mà can route cứ dân từ import pack order mùi chứng ai sẽ biết thay import order và order pack này và chứng dân vô order pack đến từ register route mùi nào copy paste và chứng đặt thay all order chứng dân call element với cứ order pack này nhé ok chứng dân cái lấy mà order cứ và bây giờ reload đấy nè dạ bây giờ thứ mấy record reload này máu rồi này phải nhé và chân ở order đấy cứ dân kho ca từng mù và hãy copy lượng mà phát thêm bà chân ở nhóm ban clone trên bị cạt máu chân nhóm tới rechain clack clack ok chân ở đây nhóm ai đã tha ở order và order tới phải thôi biết này và all orders ok chân bảo dân ở bên button sale unit tới dân lột chào tới này bảo bên button unit tới và đi order như ở bên search mùi chân người mới đo cái này nó cứ dân ta sẽ API miền order hay order detail và setup API order list hết list list order tại mà đồ tỏ những chỗ mới lại order như miền get list này nhé và cứ ca get list order này và cái nhé anh đi cứ order tìm mùi và order tp và chân như miền p order mà sơ mà nhé nhưng ban lúc data cho khác hay dân nơi thì miền data test chứng như miền P order ID lý prám ok ní cứ chia port miền ạ chứng ní cứ chia API nhé API get your order list và chứng chứng call với màu chứng API slash order slash get list ok hay vi return chỉ list màu ní cứ chia property để viên miền và chứng chọn display display màu chứng nhóm rửa xa đồ đá ở khăn ní ở đi xa nhóm pra set customer mình ấy và chứng là ní cứ nhóm đã tha get chọc control z dẫn và tìm mùi lý này nhóm xung rename chung function control d mà và chương trình là pitch mùi đã tha ở get list order và năng máu sale
ăn mà xong muối này tập về customer đi bà đi nhom fan bịa sệt nắng này trong đã tha sệt sệt ghế sệt ở list và sệt sệt list ở order ok hay customer nhom ai đô từ bịa tha ở bà đô về từ bịa ở list đã tha list order này và list order này nữa và chân list order nó cứ như trời ta đô này cầm này nè ok bà liệu được không ai bị chọc chung chung này bà chân ở tăng state mới ấy mùi tiết cư tăng đồ function hay bà tỏ tiết cư dân tự đồ UL chân dù ở lý cư đồ từ order order route mình ok phần này bà sale tức bà này bà tỏ bà nhưng mà toàn kết tế cư thằng sẽ đám mới cư dân tự get order detail muốn nâng get order detail trong trang li li data ở order xong đó bà nè bà li order xong bà nè và chứ error này và đi error data dưỡng được xa tay ghế được xa tay view admin data dot list customer đi tì hãy đăng ký crash ở lại xong mơ mơ vị thi mỗi cứ review để việc crash với cái undefined nhé này và cho người dân reload máu khơi ra bị prop error mỗi nè vì ai chạy prop mp k map cannot read property nè và map được xa tay kia nữa nhé được xa tay ở min property mũi undefined hết dot vô từ map vô từ clear nè và toàn này nhanh ấy u to hoa cái này nè red dot data data nó cứ bạn trong trình phí red dot data phần ta data dot list customer nhận miền tề chứng ở ban này ta cái này cứ vì undefined cái này undefined vô từ map cứ automatically vì chỉnh sửa chứ react application dưỡng rồi nè và chỉnh sửa chứ react native của chứng này bà anh ấy chẳng ai lại đi rồi kệ đặt cục lại khăn đi mua chơi xin nhà xua chơi vì ai chui thế chui bằng mặt cờ đấy mà để tha bà sân chi vì anh define vì ắt cả hè thế vì nơi sò chẳng ấy này bà toán anh ấy cái pi mà toàn đấy mà để tha to từ việc copy nail copy anh define từ vì cho từ map ok hay mình tức là những xe tray mà cứ đợt list sale và đi nè chứ là nhân viên này po po để miền pin đi nè và ok và po để miền nara ok chứ là lại nâng cư được xa tại miền pin order nè chứ bật trình pin record dương mơ record dương khởi nè pin order chứ người cái lại dương ai mơ data để dương vô mà render mất tại dương cua bài như thế và cho người tí mũi order bà order ở dân khán hà nơi cái này cứ dân sẽ style giống như ai cắt vô tần xe nơi lại xe bán hay tốt chân đá lại này cứ dân ai display order ID cho bà đảm bây dân mơ tới tay tạm phất ơi cái này cứ dân bạch đạ tên nè bạch đạ display chỉ order ID chế tên nè nhưng còn trong mơ ấy của dân thử ca tay data cho đá nhóm display chẳng nè sử dụng dân bị phiện mơ bà chứ này cứ order ID này lị riêng quá đó nè bà chúng mình quạt đang tính pi đó chúng bật sân mình customer pi sinh cái này bây giờ chúng mua pi sinh cái này nè và chúng này order ID và tạo mà po là miền information nè anh em cứ xài từ lời dương trong design nhỉ dương trong display information này property này khác là tầm khán cứ dương vô màu nè vô mà display màu và ưu tiên hóa miền telephone quạt nè yes anh em telephone của quạt vô màu và miền address miền total lên total quạt man hay năng total order man okay. Và chân cư total order và hay nâng môi ở chân môi tên nâng ở chân nguồn và chân nguồn chân ở lại nó cư dân ai cho total thì mỗi cư property chân môi tha total order nó cư tự lại dụng anh ấy điếu điếu cư vì miên tài môi record tế chân cái lại này cư style vì chân nhóm trong bàn pi xin khi nhóm ai đã điếu đã rô chế mà nè anh ấy pra property rô máu row à, chân này cứ row đây mình nên row và row chân nhóm trong anh pi column nhóm đặt column tí muối và column one và to mà tiết column tí pi và chân column two và chân nhóm pi column này nhé và column tí muối dừng ai display for the main đôi chia chân tới nhé ai yes
hay cái lần thì biết nhưng chọn đã total chân total cứ dân display total màu và chân dân miền item dot ở total order và total order bà nó cứ tải với chia ở chia bright bà chia này thế này hay là đấy cứ total item nó cứ chuyển luôn để quạt order chân này cứ total item sale ok nhưng mà interface vẫn cứ những display này này chuyển luôn này nè bà chân như anh motor càng sẽ đam á chân motor càng sẽ đam mời vô mời anh này ở đây những ai đã ở style viên á style mà và ơi text align rồi tới ở bên tôi càng sẽ đam và hay ở đây cái những ai đặt class mà nè sẽ say class style viên chân ở đây dân ở bây dân xem mình tới nhân cua và card file mới đặt theo orders ở page dot css chẳng hạn nè nè hay dân ai promo style dùng mình xem nó mà cái lại màu cùng sẽ inline nhóm chẳng hạn nè yes ok hay chân lấy cái ai đặt style nhân tới hay những ai đặt class viên mà và class name PT Bright PT Bright chẳng hạn và hay mục tiết ở class name và ở TT quantity này và qty nhưng mà cắt class p nâng thì là lớn anh import css này hệ năng máu import và dot slash chúng ta order page dot css và chân dương cắt vô à style p này vô c này cả nó mà này nhé mũi p nhé và vô c đi mà và chân này cứ class dương đã dot chơi thì này cứ style đi mũi rồi này dương integer com dot này style mũi tiền đấy chân này này cứ class viên chân phải dương đã font size mấy dương đã đấy nè bảo đó là dương đã font size đọc vào môi pixel và color boy kì nè color bright boy color bright blue chúng ta được rồi dân ở trong vô nếu dân ai đô boy thì dân chọn sờ lạnh boy này chẳng hạn nè ok và chẳng hạn font width nên dân ta đã xin lâm sân font width bold như thế. Ok. Tại vì ở đây cứ font size đi cái này. Và bên tay color với vô boring gray. Ok. Và đi từ lấy anh này và đập vào mũi pixel thông về. Và đọc buồn to tiệt cái lái đi cứ việc nhạy ắt nhạy đặt cái này nè để xe tại ở đây vì text align và text align ở tới càng đam tế và tại vì nhóm đã điều micropiller vi tiết vì tờ ạ sao tại vì define bit AOE à column ni muoi nó mình viết từ những cái này thế viết từ thì thế chúng tôi vẫn đã span ở viên muối này và giờ nếu đã span span chạy cái này nè đã span chạy cái này chạy ở đây cứ vẫn đã span máu và chân vẫn AOE đọc vậy tới và đi span vào muối rồi và chúng mình viết đăng thay bây giờ tới nhẹ chân nè và ok, chân đi mang sẽ đám rồi nè. Chân ở đây cứ total quantity chúng đã tháp PCS cho nè. Và chuyển luôn về. Ở đây cứ ở USD nhớ nè. Ở đây là USD đọc clear đồ lan đây bị cao cho. Và đây tích này cái display chẳng bán. Và thì bây giờ trong format ở những đã ở vô Anis ơi control với yeah. Và dot và to fix và dot to fix
error đấy và thu phí xem mình đấy. Thì là đọc được với những người dân ở format tại tư lệ biên mạng tông những cái nữa đã ta đổi lại cho và thế chẳng đi cứ chuyển luôn tận lại đã. Cái này order team order DP và văn năng hay nhưng ai tin nhà trách nhưng ấy mà tham tiết trên đời như ở trong khán nhưng mạch đã các bạn đấy thế cho nên cứ customer nữa nè chẳng như trong đã rút phép các bạn mà đã các bạn này hay nhưng ai đã bỏ miền trong khán môi trường luôn tiết cứ bông phải từ lời ca ở mơ vô dưới cái này nhưng cho đấy vô display máu và miền là trẻ hay chẳng nè và chẳng này cứ ở key on delivery name này và payment method name ấy kê nè và chứng payment method này nhưng đã nâng mùi tiết vì riêng sống khăn chứng đã ấy điều tình mùi má và item dot the payment method name và chứng đã nâng cứ key on delivery ok key on delivery và tiết miền này cái tiết và em sẽ mở tỏ tiết và ai miền là status ấy. Thì status nó cứ pending chứng status lại đã nâng màu chứng này và chẳng hạn đây cứ mà cắt máu đã ta item dot status status pending ấy nè và tt status ok và chẳng hạn đây cứ port min status và pending ok cho delivery to tiết đi kế nhưng ai đã ơi và order ngày nay y chẳng hạn order date ok sorry và hệ on delivery hay đẹp chân đẹp nhưng anh đã create and anh đã bật copy đi máu và chân item vô client đẹp và vô creation add item dot creation add và này cứ đẹp vô mà đã tên đi hay trong format đẹp nhưng miền format đấy thì muốn vì muốn nấy nè và chúng vô category nhưng xong một category thì chúng mình function rule mất category và controller category peg và chúng format data dương ở prai kê vì mình và nè dương ở form và format data from client side này trên trên bây giờ thiết sử dụng nhé chúng import chúng mình đang đàm nè và nè copy mất được kia bán này nè chừng này cứ dùng ai import date format năng đặt bài cái này máu đi màu miền đó nè và chừng này nó vô mà đặt cho cái này ơi bản đã nơi cái này filler đi máu filler nè lơ date creation add nè và chừng này date date order nè để mất sale chừng bàn bên này bản này cứ ngày khai để quạt bàn order sao mà như này à. Hay cần grab những anh đã address quạt chỉ API tiết address description này này miền comment miền edit những comment anh đã comment màn chẳng đây và chân người item dot open này ok chân em xong hai bản năng này và chân người ai này time thôi tam cái rồi anh đang việc ở ca đi phải nhớ này những ai yeah, time for time tam cái rồi năng à này cứ ấy nhóm bài hát trẻ quá đó nè bài trẻ quá vô mà thu trang này nè okay. Cái on delivery năng à này hát trẻ phần này cái mình comment ở cram tiết đã comment màu comment này và chắc nhóm đã ở comment mùi tiết ở com comment và chắc bởi miễn viết display bởi miễn ớt đó nè và chắc ớt miễn tề chắc bởi dân chỉ miễn comment ở đó nhóm đã comment mùi nè và ở đó nè và sẽ gửi mấy nhé in a column comment đi. Và trong inter mình đã tha test comment. Ok, nhưng inter nhưng mình lộ đi mất cứ bàn à. Nên là test comment ạ. Ta nó và ok nhưng ai đợi đã phải liệt vị chứng này. Nên là đây giờ mình pre-order nè. Mình sao mình và dừng mình pre-order. Cho người create order tức hơn về màu này. À, dân thường thuộc create order này hết nè và này
customer đi lên mà thấy chân là lỡ và dương mơ ở không kẹt và một thấy một môi nè thấy buồn mà thấy buồn và một thấy một customer đi một thấy một môi nhưng tôi mới thấy bỏ trẻ sẵn buồn nhưng bỏ đóng mình là trẻ và cho đi xa mối anh xong đồ anh thích tới chia một thấy một môi đồng bởi customer nó mình ID một thấy một môi đài nhưng đồ chơi mẫu nữa dương hay là trẻ quát nhưng xong thua cao ở đâu mình tiến á bạn đi một thấy một môi trong một pay vào mùi ní thì mình là trẻ ID lịch mùi chân customer a customer nhưng reload máu ID một pay vào mùi nè bà chân cứ dân thua ca ở nghĩa bà cứ order our customer ID một pay vào mùi tại mình là trẻ lịch mùi ok payment method chân này nè giờ xin đã chân đã tới comment ơi test ok bà ơi một pay vào mùi ok nhóm create order mình tiết mà success cho ngày đấy nhóm mau reload lại order kênh miễn bây order này thế nó cũng chrome mà chân dân cho ngày order này nó lời cái dân ai chọn order by nữa nó cứ nông cái lại API dân máu cứ bài này tỏ cho đi cứ nhóm display cái lại order customer đi lên mà pay vào mùi chân ở dân thực hiện card code mà pay vào mùi code add to card tiệt đây nè dùng pay vào mùi add to card máu và đi add to card thế nè chỉ muốn mùi mùi máu đó để đặt ID add mùi và add mùi tiệt hay một pay và một pay add mùi tiệt nick card vào quạt nhưng thua ca create order pay một môi đài chẳng nhóm tôi create môi tiền và đập về một thấy có mẹ tên ID bây giờ nó trăm mà nhé nè và ok chẳng phần này mắc kênh tha ở những miền order cho ra record ý là mình ơi pram order và này cứ sử dụng ok và chẳng ở đi sử dụng ly order và lý order chân dân châu mà mơ ở mùi tiết cứ tịnh nịch từ get order detail mình và từ get order detail chân ở dân tâm ơn nó không controller dân cư ở order controller get order detail by ID á bà chân nhân check mơ tích máu nè get order detail vì từ cái order ID chân từ cái order ID vì ở tập bất ở đi câu hỏi ở đi cư dân từ get mục tiêu cư get product by order trên phí table product chân nhận toàn miền ấy bà nhân mơ tới bà cư dân ở thua nè dân cái nè order detail ấy. Order detail ní và nhóm xong mà xa tiệt order detail này cứ click tới từ kết vô order product nào chẳng là này cứ dân tới select cái trên P order product và order product về ID mùi nâng ok và sale chẳng là này cứ ở toàn export chứ nhé chẳng là exporting sân hay dân tới cái tiệt và bố dân sẽ toàn final chẳng là dân tới cái chẳng là này tới mình cả lại call với nữa cái này order route với dân drop P route mới order route dân define route mới ở ở viên á và những ai đã ở viện năng máu và nhóm mới copy duplicate nhóm đã method po đợt đá và những ai đã method get mà đợt đá máu và hai vừa tao mà tiết những call function đi hai những ai đồ rót mới đã tha get order detail slash detail đúng không này và detail và chụp ở slack mất chụp pin mất cứ id nhưng tới bên đây ta ở order nó cứ miền id màu cho mùi chẳng lý này rọt biến này và nhầm sale tới và sale chẳng mà đo cái lại ở càng nghe để dân call chẳng ở bên này bây dân call cứ dân miền từ miền order detail mùi nè và chẳng ở dân chụp ở mouse đám và chụp ở thua càng nghe ở add request mùi rồi có duplicate các bạn đấy và duplicate link đi mùi máu và duplicate chúng mình copy chứ nhưng mà click là vợ bật click rename tới chia ở order
đó tha đi đi thờ mà chân dương là ai đi nêm chung một viêm á phần này khó nè hiện phần này sao API order order detail chân order ID chân dương mơ má nè order ID dân lịch mà nè lịch pram chân dương từng kết bạn là lịch pram này get bà chân ấy cứ ở đây thực tế là bà mới trắng bà chân ở đây cứ via via call score đấy nè chân từ chỉnh nó không controller dương tiết và cứ controller ở bánh bánh cứ order detail thì nè ô mau nhóm select tầng ó anh ấy tạm phật bà chân người nhóm ai thua càng nghe bạp ní bán ở nhóm remove query chào bà tầm phần này vĩnh bà xử lý nè bà lục ở đây chào tiết bà chân người nhưng mơ sao mấy nhưng thực cài vì bà chân này cứ ở query parameter tới nhóm xe chân khâu hơi ở nhóm ai tăng đã đi tha à đi param chúng ta làm cứ ID từ ca tầm mỗi về chân ID nó cứ chia ID này ai ok xe chạy bán này nè à, ID đã cho từ này màu đây cứ actual order item này chân select cái from order product về order ID smart này này đây dùng ID remove child ok nhưng mà đã link cái bàn này link đài mà chân này cứ đã thả row chân các bạn rồi có đã thả link mà các bạn ở đây thế link chân các bạn này ok anh ấy error cứ error mùi đi chẳng là error đã error thông đa tới copy copy error bảo sân chỉ miền error sale chẳng là đi tiếp nhận ai cho người ta được xa tại vì miền product ấy chẳng này dẫn tên là postman tích sân bà đi bà cứ ở đây thực tế bà nhập đã lên vào mũi bà cứ thực tế đi cái này à mới chẳng được select guide from order về order detail và chẳng ở nhưng mà table dân tích chẳng dân miền ở tìm mũi cứ table order hay năng order product và chẳng order product cứ cụ thể này order ID lịch trám và anh order lịch vào mùi ok chẳng ở bây giờ compare mùi order ID bỏ chỗ và return lịch từ và chân này đi lấy cùng mũi enter tới màu tự tê đi cái nia ok này cứ ba này ta máu nó cứ 30 record bởi nhóm đạo phích lấy pram chân vào đây ta ở cái này ní cứ vì ở ID này là toàn bỏ màu này và request dot query này và request dot dot param này được sai nhưng mình sẽ không toàn hết nghĩa param mình ép bằng trời anh cứ bàn chập vô đây là mình đã query mình không bà đây và chân này bình nhông kết sẽ thông máu thế cứ order ID level mỗi miền mà product này miền P product thế nè order ID level mỗi nhưng khi người ta dương ở nghĩa miền P product chẳng hạn như ai get bài này chẳng hạn dân tên là API dân đá yes dân ai chấp đá mà rai nó còn front end mà nè chẳng hạn dân từ mở cái request này order detail chẳng phần sân này cứ dân bảo đại máu dân vô data này list entity row phần tái này list mình list customer nè tại đo đo đi kể cứ dot order ID cái line t một phần bốn bên đây ta get get first order order ID mẹ nó bạn bạn thấy dân get ID the bone port này record nắng đồng bây giờ ID nắng delegate ha we to ai function mới này function này dân cua ta rename tới chỉ function tha get ai detail dân tới nè yes get detail dân tới visual mở tịch chân vô mà request to get detail đây error dân riêng mở error nè cứ get cái này ở score chứ để sang nhóm rename mình để sang mình cái line call viên này
get card customer này mình lại call này chắc nhầm đằng thế nhưng bạn chơi mình ta nào vậy này và thế tạo chứng là đề thua bàn hỏi bà được đề tên này việc bán à đi dân thử đôi ghế bà ở bên parameter bên đây dân thử đôi dù ở cái dân bể lời dân tên mình nhé và bây là dân tên mình đi bà cứ tầm lý hết này và chân order order detail này mà understand và muốn cứ lại ID như này to lớn nè ok vì thi xe một chiếc cái IC chạy bán này là nhóm xong xe vì thi mấy xe chạy cái bác tất cơ tất chạy cái xe mỏ này xe mà cứ ở slash cái rồi nên còn là show những ai lo ai chụp bên này chụp chứng này những ai đăng thay nên cứ những tra ở chia này ở nhà cho nên cái xe chạy bánh nhá đã nhà ở nghiệp ở băng này hãy đã nhà đồ la bị mục chứng nhận tham vào đại bộ bản ID anh nên kia chủ nục pika sẽ bột to string sẽ không string mà mình tái cái từ o mà nó đợi này là phát nó cứ chỉ variable và anh cứ khai nó vượt được xem ấy và cái này và cứ get order detail set và set này cứ mình set card bài như thế cứ dùng thử rename function đăng tiện và control D và rename đã tha ở rồi set detail mình đấy và detail bên đây là order detail này và nếu như đã tha ở rồi list detail chứng dục lý detail dục tập ra chứng lý detail này cứ xe này cao nhỉ mẹ nè bà chứng là mấy KPI đó đã nhà xuống một cái điện máu bà KPI bị undefined